Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh có cường độ mạnh vẫn đang bao trùm và chi phối thời tiết ở Bắc Bộ. Vì vậy mà sáng sớm nay, trời nhiều mây, mưa nhỏ và nhiệt giảm rất thấp. Mức nhiệt ngoài trời lúc này tại khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng, nhiệt độ trong khoảng 14 cho đến 16 độ. Ở các tỉnh vùng núi dao động trong khoảng từ 11 đến 13 độ, vùng núi cao vẫn dưới 10 độ, trời rét buốt. Sáng sớm là vậy, còn vào ban ngày, mưa giảm, trời chủ đạo là nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng nhích nhẹ lên ngưỡng từ 19 cho đến 20 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn khoảng 1 đến 2 độ, trời vẫn còn rét. Dự báo từ ngày mai mùng 10 tháng 2, tức là thứ hai đầu tuần, khối khí lạnh này sẽ bắt đầu quá trình suy yếu, di chuyển ra biển và biến tính, nên sẽ tiếp tục gây ra tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, duy trì tiết trời rét ẩm suốt cả ngày tại Bắc Bộ. Như vậy là không chỉ hôm nay mà cả ngày mai, thời tiết Bắc Bộ vẫn tiếp tục bất lợi, trời mưa, rét ẩm. Và đây chính là yếu tố thuận lợi cho virus sinh sôi phát triển. Do vậy, quý vị vẫn nên lưu ý chủ động phòng bệnh theo những khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó thì rửa tay bằng xà phòng và giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc đông người là những biện pháp quan trọng để bảo vệ cơ thể trong giai đoạn cao điểm về bệnh dịch này. Lui xuống khu vực Trung Bộ, cùng với quá trình di chuyển xuống của khối không khí lạnh, những luồng gió đông bắc tầng thấp thổi dồn xuống, tương tác với địa hình sẽ gây mưa cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Thêm vào đó, ngày hôm nay, khu vực này sẽ thêm tác nhân gây mưa nữa, đó là nhiễu động từ ngoài biển vào, khả năng sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Khánh Hòa. Như vậy là từ hôm nay, các tỉnh Trung Bộ sẽ có mưa diện rộng, cục bộ sẽ có nơi mưa vừa với lượng khá, tập trung chính ở các tỉnh ven biển. Mưa có thể còn kéo dài sang ngày mai mùng 10 tháng 2, vì vậy nền nhiệt trong hôm nay vẫn chưa có sự thay đổi, phổ biến vẫn là từ 20 cho đến 23 độ ở phía Bắc khu vực và tiếp tục tăng nhẹ, dao động trong khoảng 24 cho đến 27 độ ở khu vực Trung Trung Bộ, còn phía Nam là từ 27 cho đến 30 độ. Phải từ ngày mai, khi những hệ thống gây mưa trên cùng suy yếu, thì nền nhiệt sẽ đồng loạt tăng trở lại ở khu vực Trung Bộ, thuận lợi hơn cho các hoạt động của người dân nơi đây. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì tình trạng ổn định và ít mưa. Mức nhiệt đêm và sáng sớm vẫn duy trì ở mức thấp trong khoảng 12 cho đến 14 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, riêng Đà Lạt chỉ 7 độ. Với khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 21 đến 23 độ, trời se lạnh, miền Đông Nam Bộ có nơi thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 giờ sáng thì nắng tiếp tục chảy đều trên cả hai khu vực, vì thế kéo nền nhiệt tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày ít biến đổi, phổ biến vẫn là 27 cho đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở Nam Bộ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh khoảng cấp 6, giật cấp 7 biển động. Còn ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, từ đêm nay, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì mưa và rét trong hôm nay, ngày mai. Khu vực Trung Bộ mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Thưa quý vị, với sự tăng cường bổ sung của khối không khí lạnh trong ngày hôm nay làm cho thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, tình trạng mưa nhỏ vẫn còn diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành trong ngày mùng 9 tháng 2 và tiết trời còn rét nên không thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Sang đến ngày mùng 10 và 11 tháng 2, không khí lạnh hoạt động suy yếu nên mưa có xu hướng giảm dần. Mưa nhỏ, mưa phùn chỉ xuất hiện vài nơi về đêm và sáng sớm. Còn vào trưa chiều, trời giảm mây, hửng nắng nên sẽ là khoảng thời gian thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời và các hành trình tham quan du lịch. Nhiệt độ ban ngày trên toàn khu vực tăng dần lên. Tuy nhiên, vào sáng sớm, tình trạng sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều nên khi di chuyển, quý vị nên chú ý. Xuống đến khu vực Trung Bộ cũng chịu sự chi phối của khối không khí lạnh nên trong ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Khánh Hòa
cũng phổ biến có mưa rào, mưa nhỏ xuất hiện nhiều và bất chợt. Cùng với đó, nhiệt độ ngày đêm giảm nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và du lịch. Sang tới ngày 11 tháng 2, những cơn mưa trên khu vực giảm dần, chỉ còn xuất hiện vài nơi về đêm và sáng ở một số tỉnh phía Bắc. Trưa chiều, trời nắng với mức nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, tiết trời có phần ấm áp hơn. Còn tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết vẫn khá ổn định trong 3 ngày tới. Ban ngày trời nắng, về đêm và sáng trời có chút se lạnh và dễ chịu. Do vậy, khá thuận lợi cho các du khách khi đến với nơi đây. Thuộc tỉnh Bình Thuận, thời tiết thành phố Phan Thiết trong 3 ngày tới cũng phổ biến là không mưa, ngày nắng ráo và nhiệt độ không tăng quá 30 độ, nên khá lý tưởng cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Được nhận định là bãi tắm đẹp nhất của thành phố Phan Thiết, bãi Rạng đem đến cho du khách những giờ phút thực sự thư giãn với những dặng rửa xanh mát uốn lượn theo bờ cát trắng trải dài ôm lấy biển xanh và đón những con sóng tấp nập đua nhau xô bờ. Vào những buổi xế chiều sau khoảng thời gian nô đùa cùng biển, du khách còn tỏ ra khá thích thú khi thưởng thức món cá chuồn xanh nướng ngọt lịm trên bờ cát trắng mịn và gió thổi mát. Không chỉ sở hữu những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, Phan Thiết còn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa hấp dẫn với cộng đồng dân cư người Hoa, người Chăm. Đặc biệt, không ít du khách khá ấn tượng với tháp Chàm Poshanu. Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa, tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Không chỉ được tham quan, ngắm cảnh mà Phan Thiết còn là nơi mà quý vị có thể thoải mái thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống hay là các món ăn địa phương như là bánh tráng cuốn dẻo, bánh căn Phan Thiết, răng mực nướng, cá lồi suối mỡ, lẩu thả, dông nướng, cá bỏ hòm, mực một nắng vô cùng hấp dẫn. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong 3 ngày tới cũng ủng hộ cho du khách tham quan các thắng cảnh đẹp nơi đây. Thời tiết chủ đạo không mưa và ban ngày trời nắng, cường độ nắng không mạnh nên tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Càng thú vị hơn khi về đêm nhiệt độ giảm khá thấp, quý vị sẽ cảm nhận được cái lạnh nơi đây và đặc biệt là những khu núi cao như là Đà Lạt. Song vẫn nên chú ý giữ cho cơ thể đủ ấm để có được một chuyến đi tuyệt vời. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ trong ngày 9 tháng 2, trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm, những cơn mưa rào khả năng sẽ xuất hiện vài nơi ở một số tỉnh ven biển, nhưng với lượng mưa không đáng kể. Sang đến ngày 10 và 11 tháng 2, trời sẽ giảm mây và có nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Song nhìn chung, thời tiết tiếp tục nắng ráo, ít mưa, nên ủng hộ cho mọi hành trình tham quan và du lịch của quý vị.